cách trồng sầu riêng quét thân hợp lý là hàng cách hàng bao nhiêu và cây cách cây bao nhiêu? Cũng là một câu hỏi mà Hoàng Anh nhận được rất nhiều từ quý bà con chúng ta. Chắc có lẽ là sầu riêng quét thân là một cái giống sầu riêng mới mà con chúng ta muốn làm đúng ngay từ đầu, nên bà con chúng ta hay hỏi về khoảng cách trồng của sầu riêng quét thân. Thực sự ra với Hoàng Anh đã tiếp xúc sầu riêng quét thân hơn 5 năm nay và đã ăn sầu riêng quét thân được hơn 3 mùa trái rồi. Hoàng Anh cũng là một người rất là kiểm soát cái đường huyết, cái đường ngọt đưa vào trong cơ thể của mình, nên là những cái loại trái cây mà ít ngọt giống như sầu riêng quét thân nhưng vẫn mang hương vị là sầu và là trái cây vua thì anh rất là cực kỳ thích thú luôn. Thì nếu bà con nào đã quyết định trồng sầu riêng quét thân thì trong video ngắn ngày hôm nay Hoàng Anh xin phép được chia sẻ với bà con chúng ta về khoảng cách trồng hợp lý. Nếu nói về khoảng cách trồng, Hoàng Anh sẽ phân khu ra là khu từ Gia Lai, Đắk Lắk, nói chung là khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, khu vực mà với bà con chúng ta có đất rộng và người thưa. Và khu vực thứ hai nữa là khu vực ở miền Tây, một khu vực già phù sa nhưng mà đất lại nó khá là không có rộng rãi bằng ở Tây Nguyên. Thì Hoàng Anh xin phép được thưa khoảng cách trồng khác nhau ở hai cái vị trí, hai cái khu vực này. Đầu tiên là đối với khu vực ở miền Tây đi, đối với những cây sầu riêng quét thân mà bà con miền Tây thì lại rất là chiều chi cho cái việc mà trồng những cây sầu riêng quét thân, coi như là gốc nó phải mướt mành, gốc to nó có cái nhiệm vụ bà con chống chịu gió bão rất là tốt nha quý bà con. Với kỹ thuật của Willow Farm khi mà bứng cây thì chắc chắn là cái rễ, bộ rễ nó sẽ được bảo vệ rất là tốt, bà con chúng ta yên tâm. Đây bà con thấy cây sầu riêng quét thân thấy đã chưa, thấy ok chưa, chia ở cái cơ thứ hai nó chia tàn chia nhánh rất là đã, đỉnh đọt đang phát triển rất là tốt luôn nha quý vị nha. Thì sầu riêng quét thân ở miền Tây á, thường á bà con chúng ta trồng những loại sầu riêng khác á, là bà con chúng ta thường miền Tây ít đất mà đất nó hẹp, đất miền Tây mắc rồi con, tính ra là đất miền Tây khá là mắc. Đất vườn hiện tại bây giờ khoảng tùy khu vực nha, Hoàng Anh nói chung chung thôi quý bà con chúng ta đừng ném đá nha mấy anh chị bất động sản ơi. Hoàng Anh thấy là tầm khoảng 400 triệu cho 1.000 m², tức là nếu mà 1 hecta nhân cho 10 thì nó sẽ ra tầm khoảng 4 tỷ, số tiền khá là lớn rồi con. Thì thường chúng ta sẽ tận dụng cái khoảng không của cái đất của mình cho nó thật sự là hợp lý luôn, khai thác gọi là tối đa luôn. Thì thường miền Tây sẽ trồng với khoảng cách là 6m x 6m, đó là cái tập tính và thói quen cũ. Còn hiện tại bây giờ là đối với Hoàng Anh, khi Hoàng Anh đi tư vấn và khảo sát nhiều nơi thì Hoàng Anh thấy miền Tây quý bà con chúng ta nên trồng với khoảng cách tối thiểu là 7m x 7m là tốt nhất. 7m x 7m, và bà con chúng ta nếu có trồng sen thì khi mà cây sầu riêng nó tán, nó chẳng hạn như tán nó tới đây thì bà con chúng ta phải ven cách tới 1m, tán ra được 2m thì cái khoảng trống nó phải là 3m để mà cây sầu riêng của mình phát triển. Còn nếu không, cây sầu riêng của mình nó thiếu sáng, nó sẽ vọt lên trên toàn bộ hết. Hoàng Anh không có gọi là không cho phép trồng sen, không cho phép cũng không đúng tại vườn quý bà con mà. Nhưng khi bà con trồng sen, bà con chúng ta phải đảm bảo đủ sáng và đủ không gian để cho cây sầu riêng của chúng ta phát triển, bà con miền Tây nhé. Thì đối với sầu riêng quét thân, Hoàng Anh đề xuất cái khoảng cách là 7m x 7m là tối thiểu ở miền Tây. Còn nếu chúng ta có thể trồng thưa nữa thì nó tốt hơn rất là nhiều. Và đối với miền Tây thì chúng ta nhớ là phải lên mô dùm giúp Hoàng Anh cả đất gò, đất vườn cũ hoặc là cây cả đất ruộng vừa mới lên vườn thì vẫn phải là sao ạ? Vẫn phải lên mô giúp dù Hoàng Anh. Và cái khoảng cách, cái kích thước của mô nó sẽ tùy theo cái độ trũng hoặc là cái độ cao của cái miếng đất so với cái mực nước xung quanh. Bà con lưu ý nha. Còn đối với bà con ở ngoài Tây Nguyên thì thường chúng ta sẽ trồng sầu riêng thưa hơn. Đây bà con thấy cây sầu riêng quá chi là đã luôn, thấy không? Đỉnh đọt nó đang phát triển rất là tốt. Anh sản xuất sầu riêng lát thon lấy cái bo rất là chuẩn bà con. Tại từ lúc mà những cái anh em mà mang sầu riêng lát thon từ cho người nước ngoài đem về luôn thì thằng anh đã trồng cái nguồn cây đầu dòng để mà lấy bo rồi. Thì sầu riêng lát thon á, ở ngoài Tây Nguyên bà con chúng ta nên trồng với khoảng cách tối thiểu là 8m x 8m. Đó là lời khuyên cũng sau những cái kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế, kinh nghiệm xương máu của Willow Farm. Thì bà con thấy là nhiều quý bà con chúng ta trồng rất là lâu rồi, bây giờ cây nó lớn rồi, chúng ta bị một cái vấn đề là sao ạ? Bây giờ hai cái tàn nó chạm vào nhau và cây đụng cành là coi như là nó chỉ đứng vậy thôi. Mà cây sầu riêng bà con biết nó cần phải có lá nhiều để mà nó quang hợp, nó nuôi trái ở bên trong. Nên cây sầu riêng là chúng ta không có thể nào gọi là cắt con giống như cây chôm chôm hoặc là cây vú sữa hoặc là cây ổi được, mà chúng ta phải nuôi cái chi cành. Nên chúng ta có bấm đầu cành hoặc là chúng ta có nhấp đọt rồi này kia thì nó cũng phải vừa phải thôi. Như vậy thì rõ ràng là cây sầu riêng nó mỗi một năm nó đều mong muốn có thêm không gian để nó phát triển cái tay chi của nó dài ra.
Thế nên bà con chúng ta đừng trồng thích quá. Bà con ở Tây Nguyên hãy trồng tối thiểu là 8m x 8m giúp dùm Hoàng Anh. Bà con ở Tây Nguyên á, là trồng sầu riêng á, thì không có lên mô được, do cái chất đất ngoài đó là cái chất đất đỏ ba gian, nó dễ bị sụt lún xuống. Tuy nhiên bà con chúng ta không được trồng theo cái kiểu lồng chảo giống như hồi xưa. Và khi chúng ta trồng cây sầu riêng, chúng ta phải trồng nổi và cao lên. Chẳng hạn như Hoàng Anh đi cái vùng Đắk Nông, thì khi mà bà con chia sẻ là bây giờ cây sầu riêng nó không tốt và Hoàng Anh trồng mới, thì rõ ràng cây sầu riêng cũ là trồng rất sâu phía dưới, đào cả mét luôn mới thấy được cái rễ, thưa quý vị. Vậy thì khi Hoàng Anh hướng dẫn trồng cái mô mới, Hoàng Anh cho lên cái mô lạng, và dĩ nhiên cái mô đó với chất đất đỏ ba gian thì nữa sau này tưới nước nó sẽ đầm xuống, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu chúng ta có cái mô, chúng ta giữ được cái bầu rễ, giữ được cái bầu của cây sầu riêng, chúng ta trồng nổi, chúng ta để dư ra tầm khoảng một cái mét bầu như thế này, tầm khoảng 5cm như thế này, để làm gì ạ? Do cái bầu rễ nữa chúng ta nó không có bị ngọt, nó đầy đủ cái không khí để mà nó kể nào hô hấp thôi quý vị, chứ cái rễ nó cũng phải hô hấp chứ. Nên là ở bà con Tây Nguyên chúng ta thứ nhất không, tuyệt đối là không trồng theo kiểu lồng chảo chôn sớm. Cái thứ hai tốt nhất là bà con chúng ta nên lên mô lạng, lên mô tầm khoảng 4 tấc, 5 tấc, và chân mô tầm khoảng 6, 7, 8 tấc, để nữa sau này nó xẹp xuống lại vừa. Khi nó xẹp xuống thì cái bộ rễ của cây sầu riêng chúng ta cũng đã gọi là lan được cái rễ cám ra khu vực xung quanh. Cái rễ cọc nó cũng bắt đầu được cắm xuống phía dưới rồi, thưa quý vị. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cây chúng ta hạn chế ngã đổ nè, và nó nguồn dinh dưỡng của nó cũng được ăn dồi dào hơn. Và cái quan trọng là gì, nó không có bị ngọt rễ, thưa quý vị. Nhiều vườn sầu riêng ngọt rễ giống như ở Lâm Đồng đồ này kia, bà con thấy bây giờ sao mà cứu được, cái gì cũng có thể làm được nhưng mà đã trồng sâu rồi là không có sửa được, thưa quý vị nha. Nên bà con chúng ta lưu ý giúp dùm ăn cái phần này. Thì hệ thống lại trong video ngày hôm nay trả lời câu hỏi cho quý bà con chúng ta là trồng sầu riêng Lacton với khoảng cách bao nhiêu là hợp lý. Thọ ở miền Tây, Hằng Anh xin phép được đề xuất là 7m x 7m, và ở ngoài miền Đông là và Tây Nguyên đề xuất giải pháp tối thiểu là 8m x 8m, và tốt nhất nữa là chúng ta nên trồng 10m là rất là đã luôn. Chúng ta phải tính tới cái tương lai của cây sầu riêng Lacton, nó sẽ vươn tay vươn chia rất là dài thì nó mới nuôi nổi cái số lượng con mà của nó chứ. Làm trái cực kỳ dễ, bao nhiêu bông đậu bấy nhiêu trái, và chúng ta lúc đó chúng ta phải đi tuyển trái nha bà con, chứ không được bỏ, phải bỏ chữ muốn xuống và giữ lấy chữ đủ cho cái cây sầu riêng. Đó là từ khóa cho cây sầu riêng Lacton. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.